ánh sáng chiếu rọi kẻ ngày lành. Đó là người từ bi, nhân hậu và cương chiên, phủ tay người biết cảm thương, cho vay mượn theo lẽ công bình, thu xếp công việc của mình. Giữa tôi tâm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngày lành. Muôn đời còn tưởng nhớ đến phần người công chính, sống vui chẳng có chuyện lành, không bao giờ nghe những hung tin, bên Chúa không lo hãi gì. Giữa tôi tâm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngày lành. Phần tung thiếu chính họ trong tay làm phước, muốn nơi họ sẽ tồn tại, vì thế họ vươn cao dáng người công chính của họ muôn đời. Giữa tôi tâm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ